đi đám cưới. Và sau đây sự hiện diện của mặt của tất cả quý vị đoàn khách là một niềm vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Trước hết thì gia đình cũng thay mặt cho gia đình nhà xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn chị em không ngại đường xa xa xôi và đến cùng vui với gia đình. Trong đó gia đình chúng tôi cũng xin thắp nốt khi tâm cũng chưa bao giờ nhận được cơ của tất cả quý vị đoàn khách mặt trên buổi lễ hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, buổi lòng trọng nhất của quý vị của ngày hôm nay thì gia đình của bà thực hiện tiết mục chân nghệ thì bà mình đang có đưa vào trang đài hạnh phúc hơn. Rồi. Rồi. Bởi vì vận khách châu lưu thì tiếng hát của MC đang cũng sẽ gửi đến phần thử gì qua một bài hát chào phòng, bài hát được mang tên Chúc Mừng Bến Đò. Xin quý vị hãy dành cho mình một trăm bóng đá nhỏ nhỏ để khách lời thân thân cho mình. Bye.
mặt dữ đó. Dữ thiệt. Mày đừng nói mày mang vậy mày đi học nha. Nữa nhà để đánh sân khấu là đời.